Giờ lời đầu tiên cái trang xin được lời chào thân thương đến toàn thể quý ông bà cô bác đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và tiếp nối chương trình xin được phép gửi đến quý vị với một sáng tác của soạn nhạc Dũng Nhi, Chiều Quê Mẹ. Xin mời quý vị cùng nghe. Bụi nắng trưa cây cầu khi bắc qua